up to the top, move my mop like a huncho. From underdog to the spot, that's my honor. Tập trung vào mục tiêu, không xa lãng, be a hunter. Dạ, hiện tại em đang là sinh viên của trường khoa học xã hội nhân văn, là sinh viên của ngành ngôn ngữ Ý. Freestyle maker. Ok luôn, quá tốt. Go. Bây giờ bà có cần phải nghe trước beat không hay là bật beat lên rồi feel luôn? Cho em nghe thử beat trước một chút. Ok. Yo. Beat này là làm cho mấy bạn nữ luôn. Là cái số này của tôi chỉ quay các bạn nữ thôi. Mình vô việc luôn. Ok luôn. Bop to the top, move my mop like a huncho. From underdog to the spot, that's my honor. Tập trung vào mục tiêu, không xa lãng, be a hunter. Ta chỉ muốn thỏa mãn đam mê nên ta không dở thái côn đồ. Tao nhận thức vị trí của tao at the local level. Nhưng tao vẫn muốn xây dựng tư duy at the global level. Tao từng phung phí, từng tốn thời gian vào những show bầu vô bổ. Âm nhạc giúp tao không còn lạc lối, không còn lỗ mỗi mơ hồ. What you gonna say, what you gonna say? Khi mà thấy năng lượng trong tao, tụi nó đã nói tao quá liều. Chưa bao giờ là đủ, với đam mê thì không gì là quá nhiều. Mỗi bài nhạc tao tìm cây mới, tao khai mở age just skill. No matter how they feel, kết quả không như muốn mà tao bỏ công bao nhiêu. Làm việc tự do tao yêu, và chỉ cần tao ra chill. Một tao từng ngày tao muốn làm điều gì khác với tao của những ngày qua. Giờ liệu tao có giữ được cái bản chất nếu tao càng đi được xa. Giờ từng ngày tao muốn làm điều gì khác với tao của những ngày qua. Giờ liệu tao có giữ được cái bản chất nếu tao càng đi được xa. Giờ quá đã luôn. Tự giờ em ơi, ý là má sao giao diện em kiểu Baby Cutie Doraemon rồi đó mà rap chiến dữ má. Mà em rap lâu chưa? Em mới rap cũng được khoảng 2 năm thôi à. Ồ, 2 năm. Ngoại hình em bé mà hệ điều hành hơi chiến rồi đó. Nhưng mà em đang làm gì hay là có làm gì khác không? Dạ, hiện tại em đang là sinh viên của trường khoa học xã hội nhân văn. Là sinh viên của ngành ngôn ngữ Ý. Ồ, ngôn ngữ Ý hả? Vậy là biết tiếng Ý đúng không? Dạ đúng rồi. Hay quá trời. Nhưng mà hôm nay rất là cảm ơn em vì đã tham gia series của chị. Yeah. Và hôm nay có một phần quà rất là đặc biệt để dành cho em. Chị chủ gửi tặng một phần quà cho các bạn nữ. Yeah. Đó, em gửi em. Wow, quá đã luôn chị ơi. Nice.